Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn. Cũng như trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn phân biệt giữa hai cái mẫu sản phẩm là chấp kích và bát biểu. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là bộ chấp kích Thảo Gia Tiên này, thì có cái đặc điểm nhận dạng đó là dáng cong và gồm có 8 binh khí và giá là giá rồng. Thì bộ binh khí này chúng tôi làm với 8 binh khí, và kích thước của nó thì chúng tôi cũng báo luôn là chiều ngang là 2m40, chiều cao là 2m60. Và phía phần dưới là chúng tôi chạm hổ phù và nghê, và giá là chúng tôi làm giá rồng có hai tầng cổ và các cái thân cột thì chúng tôi tiện cổ hành ở phía dưới. Quý vị quan sát kỹ thì quý vị sẽ thấy. Và bên phần bên tai bên ngoài chúng tôi có chạm long hóa mai ở phía bên trên đầu nghê như các bạn đang xem đây. Còn về bát biểu thì là bộ gồm có 10 món và hai giá là giá thẳng, chúng tôi không làm giá cong, để cho quý vị và các bạn dễ phân biệt và hình dung. Chấp kích là chúng tôi làm cái giá này nó cong, và bộ binh khí thì được thờ trong các cái gia đình nhà có người làm quan võ. Bộ bát biểu thì thường thờ trong nhà có người làm quan văn vì nó liên quan đến đàn ca sáo nhị, cầm kỳ thi họa. Chấp kích này chúng tôi chạm vào giá rồng và được đục tay 100% thủ công. Đây cũng là bộ binh khí được nhiều người đánh giá là đang là hàng khủng nhất Việt Nam, với cái chiều cao 2m60, gồm có 8 binh khí là đao, đinh ba, mãng xà, long trượng, vòng lửa và cá rồng, chùy. Đó là các cái binh khí mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Quý vị các bạn hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết cái video này chúng tôi sẽ giới thiệu. Và đây là Thanh Long Yển Nguyệt Đao, giống với lệ binh khí của Quan Vân Trường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và binh khí số 2 tính từ bên trái sang là binh khí đinh 3. Và binh khí tiếp theo đây là binh khí mãng xà có vòng lửa mặt trời. Binh khí tiếp theo là vòng lửa, và binh khí số 5 là binh khí long trượng. Binh khí số 6 này là cá hóa rồng hay còn gọi là long ngư, và binh khí số 7 là phượng hoàng lửa. Binh khí số 8 là chùy. Như chúng tôi cũng được biết là Việt Nam Võ Quán cũng thờ một giá chấp kích như này tại Tổ Đường với cái trang mạng là vuavietnamstore.com. Và đây là bộ chấp kích được chúng tôi làm từ chất liệu gỗ mita. Chúng tôi vừa mới làm xong mộc, chúng tôi sẽ quay video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn để phân biệt được giữa bát biểu và chấp kích, để quý vị không bị nhầm. Hiện nay rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa bát biểu và chấp kích. Chúng tôi xin nhắc lại, chấp kích là nói về các binh khí, còn bát biểu là nói về đồ thờ quan văn. Như các bạn đang xem trên màn hình, đây là hai giá gồm 10 món: đàn ca sáo nhị và bầu rượu túi thơ, hạc, tiêu. Và bên trên là có hai biển là trạm tĩnh túc hồi tị, bên trên có gắn thẻ bài. Và video đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và bên tay trái các bạn đây đang xem đây là bộ bát biểu đã được sơn son thiết vàng. Chúng tôi chuyên làm hàng cao cấp, quý vị xem từ dưới chân lên đến trên đỉnh đầu thẻ bài. Chúng tôi làm hàng kỹ, quý vị có thể phân biệt được các cái hàng chợ trên thị trường. Phần phía dưới cán cột là nếu hàng chợ thì họ chỉ làm thẳng thôi, và chúng tôi làm hàng cao cấp thì phía dưới chúng tôi tiện cổ hành trông rất là bắt mắt và uyển chuyển. Đó là điều đặc biệt giữa cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành với các cơ sở khác, quý khách có thể phân biệt được.
Tôi xin nhắc lại là bộ bát biểu là bộ gồm có 10 món, 2 biển và 8 bảng. 8 bảng này là tượng trưng cho đàn ca sáo nhị và cầm kỳ thi họa. Có khi chúng tôi lại đục khánh và tùy theo các cái cơ sở địa phương thờ tự nó khác nhau thì các cái mẫu mã làm bát biểu chúng tôi lại thiết kế lại cũng như chấp kích. Nếu như thờ ở đền thờ liệt sĩ thì chúng ta có thể thờ súng hoặc gươm, và nếu như thờ ở trong các cái tông môn võ đường thì chúng ta nên sử dụng binh khí là đao và chùy, đinh ba. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video hướng dẫn về nhận biết về các cái đồ thờ cúng chấp kích bát biểu. Quý khách có thể phân biệt được. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các video mới nhất cũng như các video hướng dẫn xem về đồ thờ cúng bằng gỗ. Quý khách thấy hay thì quý khách hãy chia sẻ cho chúng tôi. Và quý khách ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.